ba nàng á hậu át vía hai hoa hậu họ Bùi. Hương Ly từ cô bé chăn trâu 4 lần đi thi vẫn su cà na khiến fan tiếc nuối. Từ một cô bé sinh ra tại một gia đình thuần nông, tôi đứng đây đến tận 3 lần với một giấc mơ Miss Universe mà tôi nghĩ rằng là nơi đại diện cho những cô gái với đầy sự tự tin, văn minh và tính truyền cảm hứng. Hoàng Thị Nhung khổ chẳng kém khi bước ra từ gia đình đổ vỡ. Một nàng còn từng vượt bạo bệnh nghe tới là khâm phục. Hai cuộc thi khá tương tự nhau là Miss Universe và Miss Cosmo thật trùng hợp khi cùng có hai nàng hoa hậu mang họ Bùi, Bùi Thị Xuân Hạnh và Bùi Quỳnh Hoa, và cả hai đều gặp tình trạng bị các nàng á hậu át vía. Nhưng người ta át được vía hoa hậu cũng có nguyên do cả, các nàng á hậu của hai cuộc thi này đều rất đỉnh. Hoàng Thị Nhung. Khác với nàng hậu Xuân Hạnh vừa đăng quang đã làm cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ, á hậu Hoàng Thị Nhung lại rất được đón nhận và yêu quý vì khán giả cho rằng cô đoạt giải là xứng đáng. Thậm chí họ còn cảm thấy vương miện hoa hậu Miss Cosmo phải thuộc về cô nàng mới đúng, bởi Nhung đã rất xuất sắc qua các phần thi từ áo tắm, dạ hội, ứng xử. Không chỉ vậy, Hoàng Thị Nhung còn có chiều cao lý tưởng 1m79, là một doanh nhân đang trên con đường khởi nghiệp. Hoàng Thị Nhung từng thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2022 và vào top 16 chung cuộc. Lần trở lại này, cô đã có bước nhảy vọt rõ ràng sau khi cho mọi người thấy sự trưởng thành của mình. Nghị lực của một cô gái sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn khi cô mới 2 tuổi, cuộc sống từng không đủ cơm ăn, thiếu vắng tình thương gia đình thực sự rất phi thường. Hoàng Thị Nhung từng làm rất nhiều việc để kiếm sống, 10 tuổi đã đi bưng bê rửa chén bát thuê, lớn lên nữa thì làm công nhân thời vụ cho một công ty sản xuất bao bì để kiếm tiền ăn học. Một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm là bản chất của Hoàng Thị Nhung và khán giả đã cảm nhận được điều đó nên cực kỳ ủng hộ cô. Hương Ly. Tiếp theo là nàng á hậu một Miss Universe 2023 Hương Ly. Đây là trường hợp rớt vương miện đáng tiếc nhất trong các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam năm vừa qua đấy. Cô có sắc vóc, có kinh nghiệm, đầy nghị lực và rất xứng đáng được mang vương miện hoa hậu, nhưng cuối cùng lại chỉ dừng ở á hậu một mà thôi. Đây cũng là cuộc thi hoa hậu thứ tư mà Hương Ly tham gia, nhưng cô vẫn không thắng được. Nhắc tới Hương Ly, ngoài nhan sắc, dáng người chuẩn chỉnh, kỹ năng trình diễn siêu đỉnh ra thì cô còn là một cô gái rất nghị lực và kinh nghiệp. Trước khi trở thành người mẫu và sau đó là lấn sân sang con đường hoa hậu thì Hương Ly đã có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng nông thôn và những tháng ngày đi chăn trâu với chúng bạn. Chính từ cuộc sống khó khăn đó đã tạo nên một Hương Ly mạnh mẽ, không lùi bước và được yêu quý khắp nơi như hiện tại. Cô từng tiết lộ, mình đi thi cuộc thi siêu mẫu 2 lần, 3 lần thi Miss Universe đều giấu mẹ và lần nào cũng làm mẹ khóc. Hồng Đăng. Trong khi đó, nàng á hậu 2 Hồng Đăng của Miss Universe 2023 lại ghi điểm ở một câu chuyện khác. Cô bước vào top 5+1 sau khi nhận phiếu bình chọn của khán giả. Đến vòng ứng xử, cô tiếp tục thuyết phục khán giả khiến họ phải dần dần vỗ tay khen ngợi. Đây chính là lý do khiến cô từ người thắng vớt lại đi thẳng vào top 3 chung cuộc. Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Nga, học tập tại Mỹ từ năm 17 tuổi. Cô được đánh giá rất cao về học vấn, ngoại ngữ và cả tư duy lãnh đạo của người trẻ. Xuất sắc như vậy nhưng trước khi đi thi Miss Universe 2023, Hồng Đăng từng phải chống chọi bệnh tật. Sau khi vượt qua bạo bệnh, cô nàng đã kiêm thêm nghề huấn luyện viên sức khỏe tinh thần để cùng đồng hành với những người bị giống mình. Hình ảnh đẹp khỏe khoắn, tích cực khiến Hồng Đăng nhận được mưa lời khen, thậm chí không ít người cho rằng cô mới xứng đáng là hoa hậu. Chính vì trong hai cuộc thi có ba nàng á hậu vạn người mê và đầy đủ tố chất như vậy, nên khi công bố hai hoa hậu thì phản ứng của cư dân mạng mới càng phẫn nộ và tức giận nhiều hơn. Đây chính là thua trong thế thắng mà người ta vẫn hay nói đấy. Nhiều bình luận còn cho rằng, thời buổi hoa hậu nhan nhản thế này, có khi không đăng quang lại lợi hơn nhiều.